Sau khi hồi sinh, Diệp Trần Xuyên không đến thế giới và trở thành anh em với Liên Tiểu Ban trong thế giới này. Vốn nghĩ có thể nằm thắng suốt, nhưng không ngờ lại phát hiện ra On Thế Chip lại là anh ta. Ngày tối hôm trước, Diệp Trần vốn đang ở nhà xem bắn tân, muốn hồi tưởng lại ký ức tuổi thơ. Khi bên ngoài, một tia sét khổng lồ xé toạc bầu trời. Anh ta đột nhiên thấy mắt tối sầm và không biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh dậy, lại phát hiện mình đang ở trong một khu rừng. Cảnh tượng nơi đây giống hệt như nơi Tiểu Ban nhận được em chắc. Điều này khiến anh nhận ra mình có thể đã xuyên không nữa. Còn Xuyên không đến thế giới Ban Tân, nhưng phản diện trong thế giới không này thể đối phó chút nào. Như Ma Giác Tư, Ác Quái Khách Đại Cương và Ma Đa Lang. Nếu Tiểu Ban không có Emma Chắc, có lẽ đã chết từ lâu. Lúc này vang lên một tiếng đinh, phát hiện chủ thể xuyên Việt đến dị giới. Có kích hoạt hệ thống ngoại tinh hắc khách không? Diệp Trần không suy nghĩ gì đã trực tiếp kích hoạt. Bởi vì trong thế giới này, nếu không có Onichi hoặc hệ thống binh người, thì mình khác gì một NPC chứ? Đinh, phát hiện chủ thể đã ràng buộc hệ thống ngoại tinh hắc khách. Phần thưởng gói quà tân thủ một phần huyết mạch thiên mã khác. Chủ thể có thể đeo Onichi thế hệ đầu. Trong nháy mắt, một luồng khí ấm chảy trong cơ thể Diệp Trần. Anh biết huyết mạch của mình đang thay đổi. Như vậy mình có thể đeo On Magic. Tính thời gian, bây giờ On Magic sắp đến rồi. Quả nhiên không sai, trên bầu trời xuất hiện một cuộc cầu lửa khổng lồ mang theo nhiệt độ cao lớn lao xuống mặt đất với tốc độ cực nhanh. Một tiếng ầm, mặt đất bị đập ra một hố sâu. Đó là một cuộc cầu kim loại, bên trong chính là Emma Chắc. Diệp Trần không nghĩ ngợi gì đã đưa tay chạm vào và để Amnesia thành công nhận chủ. Lúc này bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc. Ôi, phiền phức quá, đây sẽ là kỳ nghỉ hè tệ nhất đời tôi mất. Sau khi hồi sinh, Diệp Trần Xuyên không đến thế giới và trở thành anh em với Điền Tiểu Ban trong thế giới này. Vốn nghĩ có thể nằm thắng suốt, nhưng không ngờ lại vô tình kích hoạt hệ thống và còn lấy được On Magic trước Tiểu Ban. Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy? Một cậu bé khoảng 10 tuổi xuất hiện trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần vừa liếc mắt đã nhận ra đây là Điền Tiểu Ban, cũng là nhân vật chính xuyên suốt cả CGC Ban Tân. Trước đây Diệp Trần thích nhất chính là cậu. Thấy Tiểu Ban có vẻ mặt nghi hoặc, Diệp Trần cũng giải thích cho cậu về chuyện Onni. Một bên khác, trên một chiến hạm ở ngoài không gian, La Giáp Tư đang ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị đoạt lại Onni. Bởi vì có được Amnesia, hắn sẽ có thể tạo ra một đội quân bất bại. Sau khi biết được năng lực của Amnesia, Tiểu Ban còn hưng phấn hơn cả Diệp Trần. Nghe Diệp Trần nói mình đang lang thang một mình, Tiểu Ban cũng mời anh gia nhập đội của mình. Như vậy kỳ nghỉ hè sẽ không nhàm chán. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một cô máy khổng lồ hạ cánh xuống khu rừng với tốc độ cực nhanh. Diệp Trần liếc mắt đã nhận ra đây là Ma Giác Tư, phải tới để cướp đoạt Unichi. Để không liên lụy đến Tiểu Ban, Diệp Trần đành phải dẫn cậu rời khỏi khu rừng. Một bên khác, cô máy chú ý tới cuộc cầu kim loại bên cạnh, nhưng bên trong đã không còn ăn mi châu nên phải hai con nhện máy đi tìm kiếm. Bên này Diệp Trần dẫn Tiểu Ban đến một khu cắm trại, vừa hay Mã Khắc và Tiểu Ban cũng ở đây. Diệp Trần cũng không ngạc nhiên vì anh vốn định đến tìm Điền Mã Khắc. Sau khi ăn bài cho Tiểu Ban xong, Diệp Trần lại quay về khu rừng. Ở đây gặp phải hai con nhện máy kia, phát hiện mục tiêu, chuẩn bị đoạt lại Amnesia, sau đó bao vây Diệp Trần từ phía trước và sau.